Khi phát hiện ra xác ướp thiếu nữ ở cạnh bờ sông, người dân địa phương đã hốt hoảng gọi điện báo cảnh sát. Thế nhưng, sự thật phía sau đó lại khiến cho nhiều người phải ngã ngửa. Mới đây, đường dây nóng ở Sở Cảnh sát hạt Bristol nước Anh vừa nhận được cuộc gọi báo án sau khi người dân phát hiện ra vật thể đáng ngờ trôi dạt từ con sông ngay từ chân cầu, thuộc khu vực của thành phố Bristol, nghi là xác ướp người chết. Không ai rõ thứ kỳ dị này được trôi dạt từ đâu tới hay ai đó đặt nó ở đó. Nhưng chắc chắn rằng trông nó hết sức chân thực và có thể khiến người xem khóc thét nếu vô tình nhìn thấy vào buổi đêm. Được biết, theo ghi nhận ban đầu như những gì người qua đường chụp lại, xác ướp là một thiếu nữ trẻ. Cô gái xấu số ngồi gục đầu xuống, lưng tựa ngay sát vào chân cầu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường với đầy đủ dụng cụ được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ cho công tác điều tra vụ việc. Tuy nhiên khi nhìn cận cảnh, người ta mới vỡ lẽ ra rằng đây không phải là một thi thể người thật mà giống một khối kim loại được cuốn dây. Cảnh sát nghi vấn đây có thể là một trò đùa ác ý của một người nào đó để hù dọa người đi đường. Sau khi rõ ràng chân tướng, cảnh sát dở khóc dở cười, tuy nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì thực sự không phải là một thi thể phụ nữ. Để phòng ngừa có người nhìn thấy báo lầm lần hai, các chiến sĩ cảnh sát đã tiêu hủy ngay tại chỗ hình động này. Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là một tác phẩm hóa trang cho ngày Halloween sắp tới nhằm tưởng nhớ lại câu chuyện của những người vô gia cư bị gặp nạn trên cầu nhưng không một ai mảy may giúp đỡ họ. Mặc dù sự việc tưởng chừng như hải hùng này bỗng trở thành không có gì, chỉ là phút yếu lòng mà không xem xét kỹ tình hình của người báo án. Đặc biệt, đây không phải là lần đầu tiên diễn ra vụ việc như trên, mà trước đó đã từng có rất nhiều người bị những vật thể lạ trôi sông làm cho sợ hãi vì tưởng là người chết. Tại miền Tây Thanh Hóa, câu chuyện về tượng đá ngồi thiền hình ông Bụt quay mặt vào vách núi thường chỉ lối giúp người dân tìm lại gia súc bị lạc và kẻ ác được lưu truyền một cách âm thầm. Chúng tôi đã có cuộc hành trình về miền Sơn Cước để ghi lại những câu chuyện chỉ có ở nơi này. Con đường 217 uốn lượn những khúc cua tay áo dẫn chúng tôi về Mường Khô, nay là thôn Rầm Tám, xã Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa. Tìm đến nhà ông Trương Công Tuyển, 59 tuổi, để được ông kể về các câu chuyện huyền bí và sự trùng lập khó tin. Theo ông, chuyện ông Bụt có mặt ở vùng này từ khi nào, do bàn tay của con người hay tạo hóa thì chưa ai xác định được. Nhưng việc người dân nơi đây khấn xin tượng đá và tìm được gia súc bị lạc trong rừng, hay mạo phạm đến tượng đá lạ và đều có kết cục không hay là việc có thật. Đó có thể là do sự trùng lập ngẫu nhiên, nhưng không thể phủ nhận việc tượng đá giống hình người độc nhất vô nhị ở xứ này. Theo chân ông Tuyển, chúng tôi leo lên trên núi khá cao, tìm đến tượng đá mà dân ở đây hay gọi là ông Bụt. Đó là một khối đá tự nhiên, có phần đầu và cả phần thân rất giống hình người, đang trong tư thế quỳ mặt hướng về vách núi đá cao gần đó, rất giống một vị chân sư nơi cửa tu hành đang thiền định. Tượng ông Bụt lại được đặt giữa một khối đá kích thước lớn, có mặt phẳng đá rộng. Khối đá này cao gần 4 mét, vách dựng đứng. Xung quanh khối đá to nơi ông Bụt ngồi lại được tứ trụ là 4 cây cổ thụ, cành lá xum xuê bao quanh, nay chỉ còn có 3, trừ một cây đa long đã bị chặt. Cây đa long hay còn gọi cây khộp bị chặt năm 1960. Dưới chân tảng đá ông Bụt ngồi có dòng nước trong suốt như pha lê mát rượi. Dòng nước ngọt này được người dân kéo dây dẫn về làng làm nước sinh hoạt. Mùa đông, nguồn nước này rất ấm, mùa hè thì mát, người đi đường làm một ống nước để sẵn, để ai đi ngang khác có thể uống. Để được diện kiến ông Bụt với sự chỉ dẫn của ông Tuyển, chúng tôi bước lên tảng đá cao 4 mét, vòng theo các bậc từ thấp lên cao mà rễ cây xanh tạo nên. Sau khi làm lễ xin xem tượng, chúng tôi mới được chạm vào ông, một cảm giác lạnh đến rợn người xuất hiện. Đúng lúc có cơn gió từ chân núi hất lên làm lá rơi xào xạc. Không gian tĩnh mịch của rừng núi làm chúng tôi không khỏi bồn chồn. Mặc dù vậy, sau phút ban đầu lạ lẫm, nhưng với sơn thủy hữu tình, chúng tôi cảm nhận một không khí yên tĩnh như đang lạc vào chốn thiền môn. Theo ông Tuyển, ngày xưa xung quanh còn rậm rạp rừng nguyên sinh, nên mỗi lần có việc đi qua nơi đây,
ai nấy đều sợ hãi. Có người gặp ông Bụt hiện ra nguyên hình hài người thật đang ngồi râu tóc bạc trắng. Đồng thời người dân nơi đây coi trọng sự linh thiêng của ông, nên mỗi khi không may bị lạc mất trâu bò tại khu vực này đều khấn xin ông Bụt chỉ giúp. Do người dân nơi đây có tập tục nuôi trâu bò và đeo mỏ vào cổ đem thả vào rừng từ sớm để chúng tự kiếm ăn và buổi chiều tối vào tìm. Nhiều người sau khi không may bị lạc mất trâu, tìm khắp các quả đồi không thấy đã đến cầu xin. Mới đầu, họ chỉ thành tâm khấn xin ông phù hộ và đi bất định trong rừng rồi tìm thấy. Tiếng lành đồn xa, mỗi khi dân làng xung quanh không may bị lạc mất gia súc hay bất kỳ đồ vật trong nhà nào cũng mang đồ lễ, thường là chai rượu, miếng trầu, vài đồng tiền lẻ đến khấn xin ông chỉ giúp. Kỳ lạ là hầu như mọi người đều tìm được đúng như ông chỉ dẫn. Cứ như vậy, tượng ông Bụt trở nên bội phần linh thiêng, nhiều người tìm đến nhờ xin. Về phương thức tiến hành xin ông Bụt chỉ giúp, theo các cụ cao niên thôn Rầm Tám cho hay, họ lấy hai đồng tiền cổ giống hệt nhau, có lỗ vuông ở giữa để làm vật quy ước. Sau đó hỏi ông trâu đi về hướng nào đó, nếu ông đồng ý cho là đúng, thì người ta tung hai đồng tiền sẽ có một đồng sấp, đồng còn lại thì ngửa. Trường hợp người nào cẩn thận hơn thì hỏi lại một lần nữa và quy ước lại. Nếu gia súc của họ đi theo một hướng nào đó chắc chắn thì ông buộc cho họ tung hai đồng tiền, cả hai đồng tiền đó cùng sấp hoặc cùng ngửa. Sau khi chắc chắn đúng hướng ông buộc chỉ thì người đó nhằm theo hướng đó tìm. Hầu như ông chưa từ chối ai. Tiếng lành đồn xa, ông buộc được người dân Mường Khô và các vùng lân cận rất đổi sùng kính. Tượng ông Bụt được các thầy mo giỏi thờ phụng như biểu tượng của sức mạnh để trừ tà. Thờ phụng ông Bụt sẽ giúp cho bản thân người thầy mo đó thêm pháp lực cao cường để trấn áp ma quỷ, đem lại sự bình yên cho dân làng. Nhờ tượng đá linh diệu nên Mường Khô đã sản sinh ra các ông thầy mo nổi tiếng. Trong số đó có thể kể đến gia đình nhà ông Bùi Văn Thiệu, nhiều đời làm thầy cúng. Ông Thiệu nổi tiếng là người có tài năng đặc biệt, được nhiều người trong vùng sùng kính. Và nếu nhà ai không may có người qua đời, thường đến nhờ ông Mo. Ngày xưa, nghề thầy cúng rất được thịnh hành do tập tục thờ đa thần của người dân xứ Mường. Mỗi khi trong nhà có ai không may bị ốm, thay vì tìm đến thầy thuốc, người ta thường tìm đến thầy Mo nhiều hơn. Tượng đá thiên hiện thân của ông Bụt giúp dân tìm gia súc. Nhưng vào một hôm, có một người làng bên không may lại mất đàn trâu. Ông tìm đến tượng đá hình ông Bụt để cầu xin theo hướng ông đoán định và tung đồng tiền, được cho là ông Bụt đồng ý, một đồng tiền sấp, một đồng ngửa. Nhưng hôm đó, ông này không tìm được đàn trâu. Ngày hôm sau, đàn trâu của ông mới từ hướng khác đi về. Người này cho rằng ông Bụt chỉ sai, bèn lấy búa chặt đầu tượng ông. Đầu lìa khỏi cổ, thì ngay sau đó, người này liên tiếp gặp tai ương. Từ việc đàn trâu chết dần không rõ nguyên nhân, đến bản thân ông ốm đau như cơm bữa. Ông tìm đến thầy bói thì được thầy phán đã phạm thượng một việc rất lớn đến thần núi. Nghĩ ngay đến việc chặt đầu tượng ông Bụt, người này bàn sắm lễ đến xin ông tha thứ và lắp lại tượng ông như cũ. Sau đó, người này trở nên điên dại và qua đời sớm với căn bệnh đau đầu dữ dội và hay đập đầu vào vách nhà, ứng với câu ác giả ác báo. Người thứ hai là ông Hà Văn Minh, khi đó ngoài 30 tuổi, đội trưởng đội Sơn Tràng, chuyên chặt vận chuyển gỗ cho Lâm Trường. Những năm 1960, ông Minh chỉ huy đội sản xuất của mình đến tảng đá có ông Bụt đang ngồi, chặt mất một cây trong tứ trụ, đó là cây đa long, tiếng Mường gọi là cây khộp. Đây là cây cổ thụ to, hai người lớn ôm không xuể, cao khoảng 40 mét. Rễ cây khộp này ôm lấy tượng ông Bụt, nên sau khi chặt hạ cây thì tượng ông bị kéo rơi xuống khỏi tảng đá, lăn xuống đất. Một lần nữa, cổ tượng đá hình nhân kia lại bị gãy, đầu ông Bụt lăn lóc. Ông Minh không hề dựng lại tượng đá như cũ mà cùng đoàn người kéo gỗ về nhà. Ngày hôm sau, ông Minh cảm thấy đau đầu như búa bổ, phải nhờ anh em họ hàng đưa đi viện. Đồng thời, ông cũng nhờ người dựng lại tượng đá ông Bụt ngồi như trước để mong có sự bình yên nào đó. Nhưng lạ thay, lúc ông Minh lên cơn đau đầu lại đập đầu vào tường như người mạo phạm lần trước. Anh em bạn bè đến nhờ thầy cúng bói và sắm lễ đến tượng Bụt để cúi xin tha tội, nhưng tất cả đều vô vọng. Chưa đầy một tháng sau thì ông Minh qua đời, khiến cho chuyện ông Minh bị buộc phạt vạ lan truyền đi khắp các Mường lân cận. Trải qua bao cuộc bể dâu của lịch sử, tượng ông Bụt vẫn còn đó theo thời gian, theo cái tĩnh mịch của không gian trầm mặc.
Không biết chuyện phạt vạ là do tâm linh hay chỉ là do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các cụ cao niên nơi này luôn lấy đó làm bài học, răn dạy thế hệ sau phải luôn hướng thiện, tu tâm tích đức, tránh làm điều ác, xây dựng bản làng không có tội phạm. Ông Bùi Văn Trung, trưởng thôn Rầm Tám tâm sự. Khoảng năm 1964, có người chặt mất một cây đa long, cây khộp. Sau đó không lâu thì người này bị bệnh đau đầu dữ dội rồi qua đời. Sau đó tượng đá hình ông Bụt cũng bị một kẻ đập gãy cổ tìm vàng. Do vị trí lạ nên nhiều người đồn đoán bên trong tượng đá có vàng được giấu. Số phận kẻ đập gãy cổ tượng đá này không biết ra sao. Ông Hà Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Điền Trung, Bá Thước cho biết, tượng đá hình ông Bụt ở Rầm Tám là có thật. Tôi có nghe các cụ kể lại những chuyện xảy ra tại thôn Rầm Tám xưa kia. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.